Ta làm câu có mã số là 5006. Người ta cho hai chất hữu cơ là thành các thành phần nguyên tử gồm có ba nguyên tố CHO, MX mở nhỏ hơn 10 và nhỏ hơn 70. Cả Ni đều thực hiện phản ứng trắng bạc và đều tác dụng được với cao H sinh ra muối. Thì khối hơi của X so với có giá trị là. Rồi. Như vậy đây chúng ta có như sau này. MX bé hơn MI. Bé hơn 70. Đúng không ạ? Và cả hai này đều trắng bạc. Trắng bạc thì nó sẽ có dạng là HCOOR hoặc là RCHO. Rồi tiếp. Và ở đây nó đều tác dụng được với cao H sinh ra muối. Như vậy để tác dụng với cao H thì chúng ta sẽ chọn như sau. Em ơi, do x nhỏ hơn Ni thì mình chọn x ở đây là HCOOH đúng không? Thì thằng Ni khi trắng bạc, thằng Ni thực hiện phản trắng bạc được vì nó có nhóm CHO và có nhóm chất COH tác dụng được với cao H. Ok, sinh ra muối HCO này OK. Như vậy đây là x. Phân tử khối của x này là bằng 60. Xin lỗi, bằng 40, 46. Đây 1 này, đây 45 là 46 này. Rồi, ở đây thằng tiếp theo mình sẽ chọn đó là HCOO CH3. Đây 45 cộng 15, đây là Y. M lớn Y ở đây là bằng 60. Được chưa? Còn nếu mình chọn CH5 thì nó 74 rồi, hết rồi. Như vậy ở đây chúng ta, người ta yêu cầu chúng ta là tỷ số Y trên X. Y so với X sẽ lấy 60 chia cho 46 và bằng bao nhiêu? 60 chia 46 vậy thôi, 1,3 nha, nó bằng 1,3. Như vậy 304, như vậy có đúng ở đây mình chọn là câu C, thế thôi.